Xin chào quý vị đang đến với chương trình tạp chí giáo dục số 38, chương trình do VTVCAP sản xuất phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại thực hiện, đều phát sóng trên kênh VTVCAP 6, các ứng dụng On, OnMe, YouTube OnEdu và fanpage OnEdu trường học 4.0. Và sau đây là nội dung của chương trình. Thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê từ 4 cụm thi đánh giá năng lực đợt 1 vừa qua, chỉ có khoảng 44,56% thí sinh tham dự kỳ thi. Kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê từ 4 cụm thi Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bến Tre, An Giang trong đợt 1 ngày 30 tháng 8 chỉ có 44,56% thí sinh tham dự kỳ thi, trong khi tổng số thí sinh đăng ký và được thi đợt này khoảng 53.000 em. Như vậy, có khoảng gần 30.000 em vắng mặt. Tỷ lệ vắng này đều ở các cụm thi, kể cả tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có đông thí sinh dự thi nhất. Theo Tiến sĩ Chính, lượng thí sinh vắng nằm trong dự đoán của hội đồng tổ chức thi, nguyên nhân do thí sinh lo ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sẽ giãn cách xã hội. Hơn nữa, kỳ thi diễn ra sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên nhiều em đã biết kết quả, thậm chí tự tin với kết quả thi rồi. Ngoài ra, đến thời điểm này, nhiều trường đã cơ bản xong xét tuyển bằng học bạ nên các em biết kết quả khả năng vào đại học. Tiến sĩ Chính cho biết, kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc, không có bất kỳ sự cố nào về chuyên môn cũng như công tác phòng dịch ở các điểm thi. Kết quả tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho thấy, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh là 99,31%, cao hơn so với năm 2019 là 97,87%. Trong đó, khối trung học phổ thông 99,72%, hệ giáo dục thường xuyên đạt 99,56%, cả hai khối đều cao hơn so với năm 2019. 18 trên 34 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Hai đơn vị có tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn cả là trường trung học phổ thông Trương Hán Siêu đạt tỷ lệ 77,08%, trung tâm giáo dục thường xuyên và tin học ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình đạt tỷ lệ 90,91%. Còn lại, tất cả trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đều đạt từ 95% trở lên. Điểm thi xét tuyển đại học của thí sinh có tổng điểm 3 môn, thi xét tuyển đại học của 5 khối thi truyền thống đạt từ 28 điểm trở lên là 39 thí sinh, 112 thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên, 268 thí sinh đạt 27 điểm trở lên và 531 thí sinh đạt 26,5 điểm trở lên. Dưới định hướng của thầy cô, học sinh trường trung học cơ sở An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cùng nhau sáng tạo ra chiếc máy khử khuẩn tay phòng chống dịch COVID-19, trồng rau thủy canh, làm trà thảo dược. Sự hứng khởi của học trò từ thành quả đầu đời góp phần nhen nhóm tình yêu khoa học, giúp em gắn kết lý thuyết với thực tiễn trong quá trình dạy học STEM. Trong ngày hội STEM lần 2 của trường trung học cơ sở An Đồng, cô hiệu trưởng Hà Thị Thư tự hào giới thiệu với đại biểu sản phẩm trà thảo mộc Hà Diệp. Đây là đề án đoạt giải 3 trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố Hải Phòng vừa qua. Với ý tưởng chiết xuất thức uống an thần, bảo vệ sức khỏe từ lá sen ở ao làng, hai học sinh lớp 8A của trường là Nguyễn Quốc Hùng và Hoàng Nguyễn Nguyệt Minh dưới sự hướng dẫn của cô Đặng Thị Anh, giáo viên môn ngữ văn đã nghiên cứu thực hiện thành công đề án mộc trà Hà Diệp An Đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động dạy học của cô trò trường trung học cơ sở An Đồng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ham mê hoạt động, đổi mới giáo dục gắn với thực tiễn, cô trò nhà trường xây dựng được 54 chủ đề dạy học STEM ở khối lớp 6, 7, 8, 9. Các chủ đề như công nghệ sạch trong nông nghiệp, học sinh trường trung học cơ sở An Đồng chung tay phòng dịch COVID-19, chúng em là nhà thiết kế, an toàn thực phẩm vì chất lượng cuộc sống, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0, câu lạc bộ phát minh sáng tạo đã làm nên ngày hội STEM đa sắc màu. Cô Nguyễn Thị Ngân, giáo viên công nghệ trường trung học cơ sở An Đồng trao đổi, những ngày đầu đi học trở lại sau dịch, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, cộng với tinh thần ham học hỏi, học sinh nhà trường sáng chế ra các loại máy rửa tay phòng chống dịch COVID-19 với phiên bản từ đơn giản đến cao cấp. Với học sinh lớp 6, các em chế tạo ra máy rửa tay đơn giản chỉ bằng vỏ lọ nước gội đầu có gắn một vài thiết bị thô sơ.
học sinh lớp 8 chế máy rửa tay với thiết bị hiện đại, nhìn đẹp mắt hơn. Mỗi trò một ý tưởng, cách làm nhưng phần lớn tận dụng nguyên liệu tái chế từ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Ứng dụng lý thuyết và thực tiễn và có hiệu quả nên cô trò đều say mê. Dạy học trực tuyến với học sinh các thành phố lớn, nơi có điều kiện thuận lợi không mới lạ. Tuy nhiên, với nhà trường và học sinh vùng khó khăn, cách dạy phi truyền thống này vẫn chưa tìm được giải pháp để triển khai. Ngay cả trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nhiều nhà trường vẫn ngậm ngùi nói không với dạy học trực tuyến. Thầy Bùi Quang Tấp, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nậm Chảy, huyện Mường Khương, Lào Cai chia sẻ, triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh trên địa bàn xã là thách thức. Đa số học sinh thuộc diện nghèo, chưa được gia đình trang bị về máy tính hay điện thoại thông minh. Mặt khác, tại nhiều thôn bản tới nay vẫn chưa có sóng điện thoại. Trong đợt dịch COVID-19 lần đầu, dù mong muốn nhưng nhà trường vẫn không thể tháo gỡ hết khó khăn để triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, khi dạy học trực tuyến trở thành yêu cầu, đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường vẫn chuẩn bị sẵn một số điều kiện để triển khai dù trong diện nhỏ. Trong đợt bồi dưỡng hè vừa qua, đội ngũ giáo viên không chỉ được bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn mà còn tăng cường tập huấn về các phần mềm dạy học trực tuyến, phương pháp dạy học, soạn bài giảng trực tuyến, cách kiểm soát học sinh tham gia dạy học trực tuyến. Mặt khác, nhà trường lắp đặt tăng cường đường truyền Internet. Đội ngũ giáo viên tự trang bị máy tính xách tay, phòng tin học với 20 máy tính kết nối sẵn sàng Internet. Theo thầy Bùi Quang Tấp, nếu dịch COVID-19 lại bùng phát, việc triển khai dạy học trực tuyến là giải pháp duy nhất và bắt buộc nhà trường phải lên kế hoạch tháo gỡ một cách chi tiết, cụ thể. Tuyên truyền, bàn bạc với phụ huynh học sinh để tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các em học tập. Đề xuất với các cấp lãnh đạo trong việc hỗ trợ miễn gói cước truy cập, tặng thẻ điện thoại 3G, 4G cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thoáng nghe qua đoạn nhạc này, có lẽ bạn sẽ liên tưởng ngay đến những video nhạc thiền trên YouTube hay thậm chí là những giai điệu mà giới trẻ vẫn thường gọi là nhạc chill. Nhưng thật bất ngờ, đây lại là những giai điệu được phát ra từ con virus corona. Theo hãng thông tấn Reuters, các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã chuyển các động thái trong cấu trúc phân tử của virus corona thành giai điệu trong một nỗ lực giúp hiểu hơn về mầm bệnh. Tại đây, họ đã sử dụng trí thông minh nhân tạo biến đổi mô hình cấu trúc protein của virus corona thành các giai điệu đan xen trong một tác phẩm âm nhạc cổ điển. Phóng viên của Giáo dục Thời đại TV đã phỏng vấn nhanh một số bạn trẻ khi được nghe giai điệu này và đa số đều tỏ ra rất ngạc nhiên, thậm chí có phần đáng sợ. Thì em thấy cái giai điệu đó nghe giống kiểu mấy cái bản nhạc về ma mị thời xưa của Nhật Bản, thì nó hơi rùng mình một chút. Mình nghe đoạn đầu thì nó hơi sợ và nó giống như kiểu nhạc thôi miên ấy. Các nhà khoa học tin rằng những giai điệu này sẽ cung cấp một cách trực quan hơn về virus corona để từ đó có những nghiên cứu phục vụ công tác sản xuất vaccine điều trị bệnh. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giai điệu vô cùng thú vị này. Ở buổi trò chuyện lần trước, các chuyên gia đã nhấn mạnh được vai trò của rèn luyện tư duy sáng tạo ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bên cạnh tư duy sáng tạo, một trong những kỹ năng được đánh giá rất cao trong giới hàn lâm tri thức là tư duy phản biện. Trong ngữ cảnh thời đại công nghệ thông tin hiện nay, tầm quan trọng của tư duy phản biện càng được đề cao hơn bao giờ hết, tại thời điểm mà con người dường như chìm trong biển kiến thức nhưng lại khô khan trong lối suy nghĩ đúng đắn. Hãy cùng các vị khách mời bàn luận, trao đổi ý kiến để làm rõ hơn về vấn đề này. Xin chào quý vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, đó chính là rèn luyện tư duy phản biện. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì có hai vị khách mời. Đầu tiên là anh Trần Quang Vũ, chuyên gia kỹ năng sống trung tâm ICOS ạ. Xin chào Huyền Trang và xin chào quý vị khán giả. Tôi là Vũ và hiện tại tôi đang là chuyên gia tâm lý tại Học viện ICOS cũng như là giám đốc điều hành tại Học viện ICOS. Vâng, chị khách mời tiếp theo là chị Hoàng Mỹ Anh, giám đốc hệ thống giáo dục bé thông minh ạ. Xin chào Huyền Trang, xin chào quý vị khán giả. Tôi là Hoàng Mỹ Anh, là giám đốc của hệ thống giáo dục bé thông minh.
Trước hết là chúng ta cũng sẽ phải nói về một cái khái niệm để cho tất cả quý vị phụ huynh cũng như là các bạn nhỏ, các bạn hiểu tư duy phản biện là như thế nào ạ? Thực ra vấn đề tư duy phản biện thì được tranh cãi rất nhiều từ thời triết gia Hy Lạp cổ đại. Và đến bây giờ thì tư duy phản biện lại được đưa ra. Các bạn cũng biết là tư duy phản biện là cái cách mà chúng ta nhìn nhận một vấn đề theo nhiều hướng khác nhau. Và người có tư duy phản biện sẽ luôn luôn phải sử dụng đến khả năng suy luận của mình. Khi mà chúng ta phản biện một vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ tiếp nhận vấn đề, chúng ta sẽ phân tích, đánh giá, so sánh và sử dụng rất là nhiều nguồn thông tin để ta có thể đưa ra cái quyết định cuối cùng của mình. Và các bạn cũng biết là thế kỷ 21 là thế kỷ mà chúng ta coi trọng cái tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như là tư duy sáng tạo. Và đây là một trong những kỹ năng mà được nói nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, thông tin có rất là nhiều và chúng ta cần phải có một cái tư duy phản biện rất là tốt để có thể trụ vững được trong thời đại hiện nay. Nhưng mà hiện nay thì chúng ta cũng đang rất là dễ nhầm lẫn giữa phản biện và phản bác và phê phán ạ. Thì không biết là với anh Vũ thì anh thấy rằng là việc này có xảy ra nhiều không ạ? Thì các cái chuyện nhầm lẫn đấy là chuyện khó tránh. Đấy là điều đầu tiên. Điều số 2 là chúng ta cần phải hiểu là cái tư duy phản biện giống như chị Mỹ Anh nói là giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề. Và nếu như mình tập trung việc phê phán hoặc phê bình ấy thì mình lại hơi sa đà với câu chuyện là chúng ta chỉ tập trung vào một cái góc nào đó của một phần của tư duy phản biện thôi và nó sẽ không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Nên chính vì vậy là để hiểu đúng hơn về tư duy phản biện thì chúng ta sẽ cần phải đưa ra những cái giải pháp dựa trên những cái kiến thức liên kết của chúng ta đã biết và giúp chúng ta tìm ra một cái giải pháp hoặc nhiều giải pháp để giúp chúng ta xử lý vấn đề mà mình đã mắc phải trước đó. Vâng, vậy thì tư duy phản biện hiện nay đang đóng góp những cái vai trò gì cho các bạn trẻ bây giờ ạ? Nếu mà tại thời điểm này thì chúng ta cảm thấy chúng ta rất là may mắn, đặc biệt là các bạn nhỏ. Bởi vì tư duy phản biện mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây thôi. Còn thực ra ở nước ngoài và đặc biệt những nước tiên tiến trên thế giới thì được đào tạo từ cách đây khá là lâu, đặc biệt là trong hệ thống đại học. Nên chính vì vậy cái việc mà các bạn nhỏ hoặc là các bạn trẻ ở thời gian gần đây chúng ta tiếp cận rất là sớm thì nó giúp chúng ta có một góc nhìn mới và đặc biệt là cái tư duy của chúng ta giúp chúng ta xử lý vấn đề một cách hiệu quả hơn. Đặc biệt là những vấn đề khó, nếu không có tư duy phản biện thì chúng ta sẽ rất khó để tìm những cái giải pháp nó phù hợp cho cái vấn đề đó. Vâng, như chị Mỹ Anh là làm trong nghề khá là lâu năm rồi thì chị thấy là cái vấn đề tư duy phản biện này với những bạn nhỏ thì có cần phải rèn cho các bạn kỹ năng sớm không ạ? Có chứ, tất cả mọi kỹ năng đều phải rèn từ rất là sớm. Thực ra tư duy phản biện cũng rất là quan trọng đối với trẻ em. Tôi kể một câu chuyện như thế này. Tức là khi bố mẹ đưa một bé 5 tuổi đến với chúng tôi để tham gia rất là nhiều hoạt động thì tất cả các bạn khác đều rất là vui vẻ, nhưng mà bé thì lại không nói gì, bé vẫn làm nhưng bé không nói gì. Và cuối cùng chúng tôi mới tìm ra nguyên nhân là bé được dạy là khi ra đường thì không được nói chuyện với người lạ. Thì đấy là một cái tư duy rất là dập khuôn và bé chưa hiểu, bé chưa thể xác định được là tại sao tôi lại cần nói chuyện trong trường hợp này, tại sao tôi lại phải tương tác trong trường hợp kia. Và bé đang đi theo một chiều rất là cứng nhắc, tức là đã được dặn là không nói gì cả. Thì đấy là một cái ví dụ rất là đơn giản về chuyện là chúng ta phải dạy cho con từ rất là bé. Vâng, tôi cũng muốn hỏi thêm về anh Vũ. Vì anh thấy rằng là tư duy phản biện với tư duy logic thì có một sự gắn kết nào với nhau không ạ? Nếu mà nói tư duy phản biện nó là một cái cách, một cái góc nhìn để chúng ta xử lý vấn đề thì tư duy logic nó đơn giản thôi, nó giống hệt cái bản lề của một cánh cửa. Nó giúp chúng ta mở mọi cái hướng để chúng ta phát triển những cái tư duy khác. Nên cái sự liên kết đây nó rất là chặt chẽ với nhau. Nếu nói không quá thì chúng ta có thể dùng từ là tư duy logic giống như là mẹ của tư duy phản biện. Nên là cái sự mật thiết nó liên kết với nhau như vậy thì nó sẽ rất là gắn kết trong cuộc sống. Và nếu mà người nào mà tư duy phản biện tốt thì mình có thể dễ dàng hiểu là cái tư duy logic của họ cũng phải khá là tốt, khá là ổn thì họ mới có thể phát triển được cái tư duy phản biện nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn. Tôi cũng hỏi thêm chị Mỹ Anh là với trẻ em khi mà gặp một vấn đề thì không biết là trẻ sẽ có xu hướng là tư duy theo logic hay là tư duy theo phản biện ạ? Thực ra đối với trẻ thì nó chưa rõ ràng lắm về tư duy logic và tư duy phản biện. Như các bạn cũng biết là đến 7 tuổi thì cái tư duy logic của trẻ bắt đầu là khá là rõ nét. Còn trước đó thì trẻ vẫn hoạt động theo bản năng.
Thế thì khi mà một đứa trẻ nó tiếp nhận một cái thông tin ấy, thì nó sẽ dựa trên cái kinh nghiệm của nó để nó sẽ tập hợp cái kinh nghiệm thông tin, và nó sẽ từ những cái kinh nghiệm cũ nó sẽ đưa ra một cái cách giải quyết mới, và nó suy luận ra nguyên nhân hay là kết quả của một cái hoạt động nào đó. Thì đó là tư duy logic. Thế còn tư duy phản biện là chúng ta muốn các con là nhìn một cái sự việc theo nhiều chiều khác nhau và phán đoán là sự việc sẽ gì sẽ xảy ra nếu mà chúng ta hành động như thế này, sự việc gì sẽ xảy ra khi chúng ta hành động như thế kia. Và theo như cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì trẻ nếu như là chúng ta không phát triển tư duy phản biện cho trẻ, thì về cơ bản khi bạn đưa ra một vấn đề gì đó thì trẻ chỉ có thể làm được nếu như trước đấy chúng ta đã dạy cho trẻ một vấn đề và trẻ sẽ lặp lại nguyên cái cách dạy đó. Còn nếu mà có rất là nhiều những đứa trẻ thì hầu như không có tư duy phản biện gì cả. Trẻ chỉ nói rằng là con không biết làm, hoặc là thôi con không làm đâu, hoặc là trẻ rất là ngại và trẻ chờ chúng ta hướng dẫn. Thì đấy là một cái cách mà cái điều mà hơi buồn là chúng tôi nhìn thấy ở trẻ con bây giờ là như vậy. Và chúng tôi rất là muốn là chúng ta phải thay đổi cái cách suy nghĩ của chúng ta, làm sao để con của chúng ta có thể có được cái tư duy phản biện tốt hơn. Vâng, đấy là trong suy nghĩ của trẻ con ạ. Vâng, còn với người lớn, những cái bạn trẻ mà lớn tuổi hơn thì có rất nhiều người thì bảo là tư duy phản biện là lúc mà các bạn ý có những cái suy nghĩ, có những lời nói và hành động bảo thủ. Vậy thì không biết là với anh Vũ thì anh thấy rằng là thật sự là với các bạn trẻ bây giờ có những cái tư duy như vậy không ạ? Thì cái điều đấy nó xuất hiện là mình có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống. Và nếu như mình không hiểu về tư duy phản biện, giống như ban nãy tôi nói, mình sẽ tập trung vào phê phán quá nhiều. Và thậm chí là khi mà hai người mà nói với nhau hơi to tiếng một chút thì lại giống như là cãi nhau. Thế thì với các bạn nhỏ thì ngoài việc là mình hướng dẫn cho các bạn tư duy phản biện, thì mình sẽ cần phải tập trung cho các bạn vào một cái điều rất quan trọng trong tư duy phản biện, đó là tập trung vào giải pháp. Tức là khi mà mình tranh luận với nhau, khi mình mà phản biện với nhau, mà mình chỉ tập trung vào việc là đưa cái tôi của mình lên để nói rằng là tôi đúng hay là anh sai, mà chúng ta lại không cùng nhau để giải quyết vấn đề, thì cái điều đó nó sẽ rất là khó. Nên các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn trong tuổi teen, bởi vì các bạn đó là kinh nghiệm của tôi dạy đến thời điểm này cũng khá là lâu, và khi mà nói chuyện với các bạn thì cái độ tuổi nó liên quan đến về tâm lý các bạn á, thì bạn luôn muốn chứng minh là mình đúng. Nên chính vì vậy là các bạn sẽ cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ cái điều đó. Nhưng sau khi được hướng dẫn về tư duy phản biện là hãy tập trung vào giải pháp nhiều hơn, thì các bạn bắt đầu dần dần thay đổi được cái điều đó, thay đổi được cái góc nhìn của mình, thay đổi cái tư duy của mình. Thì điều đấy nó lại giúp cho các bạn cải thiện rất nhiều mặt trong cuộc sống. Ví dụ như là câu chuyện với mối quan hệ với bố mẹ là nó đã rất là khác rồi. Thay vì thường thể hiện được bố mẹ, gân cổ lên cãi với bố mẹ, thì cùng với bố mẹ ngồi xuống tìm một cái giải pháp phù hợp cho chính mình và với bố mẹ. Thực ra thì mình cũng thấy là có một số người cứ nghĩ là tư duy phản biện tức là cãi. Cãi thì không tốt, cho nên là không được cãi và cũng triệt tiêu luôn tư duy phản biện. Thực ra tư duy phản biện thì nó rộng hơn, nó bao gồm cả cái việc là đưa ra những cái lý luận của mình và dựa trên những cơ sở hợp lý mà mình biết thông phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin để mình đưa ra một cái giải pháp tốt hơn. Nó cũng khác với việc là tư duy phê phán. Tư duy phê phán thì chủ yếu là dựa trên cái cảm xúc của mình để đưa ra đánh giá một chiều. Còn tư duy phản biện là chúng ta sử dụng rất là nhiều chiều. Chúng ta nhìn một cái việc nào đó theo nhiều hướng khác nhau và đưa ra cái cách giải quyết. Làm sao chúng ta tìm ra cách giải quyết tốt hơn cho cái tình huống này. Đấy mới là tư duy phản biện, chứ không phải là cãi. Tuy nhiên là bố mẹ cũng sẽ thấy rằng là khi một đứa trẻ hiểu biết thì nó sẽ đưa ra lý luận của nó. Và chúng ta trong một khuôn khổ nào đó, chúng ta cũng phải chấp nhận cái lý luận đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để tìm ra cách tốt nhất. Chứ không phải là một là không được cãi, hai là thôi, cứ muốn làm thế nào, cứ càng làm nhiều càng tốt. Bởi vì trong cái phạm vi trẻ làm thì cũng có những điều thực ra là chưa tốt. Nhưng chúng ta sẽ không nói ngay là chưa tốt, mà chúng ta sẽ phải cùng phân tích với con. Thì cái đó mới là xây dựng được tư duy phản biện. Vâng, tôi thì tôi đã thấy có một ý kiến như này ạ. Khi mà các bạn ý có những cái nhận thức rồi, mà các bạn thấy những cái vấn đề của cuộc sống diễn ra hàng ngày, và các bạn thấy rằng là không đưa ra được những cái câu hỏi tại sao, vì sao, mà coi là đấy là một điều hiển nhiên rồi, vậy thì lâu dần nó sẽ trở thành một cái gì đó, một cái suy nghĩ rất là thụ động.
Vậy thì chị Mỹ Anh thì có thể nói cho các quý vị khán giả là nếu như mà về cái việc suy nghĩ thụ động này để kéo dài thì nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến suy nghĩ của các bạn không? Thực ra như lần trong cái số trước chúng ta cũng có nói về cái tháp tư duy Bloom. Nó có 6 cấp độ tư duy, có nhớ, có hiểu, có vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Thế thì khi mà bạn cứ mường tượng là nếu như chỉ là học thuộc lòng thôi thì con cũng chỉ có thể nhắc lại những cái chuyện cũ và không có cái gì mới cả. Nếu con biết vận dụng, con biết đánh giá, phân tích, tổng hợp thông tin thì lúc đó con sẽ đưa ra được một cái giải pháp mới. Con sẽ sử dụng kiến thức của con, kinh nghiệm của con, những điều con học được và con tự cân đối xem là điều gì sẽ xảy ra nếu như là con làm như thế này và điều gì sẽ xảy ra nếu như con đưa ra một giải pháp khác. Thì khi mà chúng ta tạo thành một cái thói quen là gặp một vấn đề gì đó, con cũng sẽ nghĩ là tại sao chuyện này lại xảy ra, chúng ta sẽ làm như thế nào, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thì dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen cho con. Và khi lớn thì những cái thói quen đấy nó, khi nó đã là thói quen thì nó rất là đơn giản. Và thì khi ví dụ như là các bé đến gặp anh Vũ ở lứa tuổi cấp 2 hay cấp 3 thì cái việc mà anh Vũ tiếp nối cái chuyện là hướng dẫn cho con phát triển tư duy phản biện nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta để cho con thụ động trong một thời gian dài, không suy nghĩ, không đặt câu hỏi như thế nào, không đặt câu hỏi tại sao. Thì đến lớp 8, lớp 9, lớp 10 khi đến với anh Vũ thì thực sự là rất là vất vả. Và ở cái thời điểm đó thay đổi rất là khó khăn phải không anh Vũ? Dạ đúng. Và anh Vũ thấy sao về những cái vấn đề này ạ? Những vấn đề này thì có thường xuyên xảy ra ở các bạn lớn tuổi không ạ? Với những cái bạn mà đang trong tuổi teen ấy, thì cái này lại là cái mà bố mẹ thường hay phàn nàn nhiều nhất. Những cái câu mà bố mẹ thường hỏi ngày hôm nay con đi học thế nào này, ngày hôm nay con nghĩ sao về việc này, thì thường câu cửa miệng của các bạn ấy là bình thường, hoặc sao cũng được, hoặc là trả lời rất là đơn giản là con thấy cũng được. Tức là cái cách các bạn trả lời, cái cách mà các bạn ấy đang phản ứng, nó thể hiện cái tư duy của các bạn ấy. Tức là các bạn ấy dường như các bạn ấy bỏ qua luôn cái phần đó. Các bạn ấy không có chú tâm, các bạn ấy không có coi trọng cái việc đó. Và cái lý do của cái việc này nó bắt nguồn từ trong quá khứ. Nên đến cái thời điểm đó khi bạn ấy nói ra điều đó thì nó đã được hình thành từ trước đó rất là lâu rồi. Và nếu như mình cứ đóng khuôn trong một cái khuôn mẫu như vậy thì chắc chắn rồi, sau này dù ngay trong những cái cuộc sống, trong những cái thứ rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống như vậy mà bạn đã có tư duy là muốn bỏ qua hoặc là muốn trốn tránh nó, thì sau này những vấn đề lớn lao hơn sẽ rất là khó giải quyết, bởi vì nó đã thành một cái lối mòn rồi, nó thành một cái thói quen rồi. Và chuyện này là chuyện mà mình nên cải thiện, mình rất cần phải cải thiện ở các bạn, đặc biệt là các bạn ở trong cái độ tuổi là nếu mà có cơ hội thì dạy càng sớm càng tốt, còn không có thì mình sẽ không bao giờ là muộn, mình sẽ thấy là mình sẽ cần phải cải thiện được bạn từ khi các bạn lên cấp 2, cuối cấp 1. Lên cấp 2 là mình sẽ cải thiện điều đó rồi. Vâng, vậy thì rèn luyện tư duy phản biện của các bạn như thế nào mới là đúng đắn? Đấy chắc là sẽ phải hỏi chị Mỹ Anh trước, tại vì là chị đang rèn luyện cho các bạn nhỏ. Thì mình cũng có một số các cái tip dành cho cha mẹ. Tức là đầu tiên thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta hỏi trẻ một cái vấn đề gì đó thì ít nhất bạn cũng phải chậm chậm để cho trẻ khoảng 60 giây. Bạn cứ đếm từ 1 đến 60 và bạn hãy hỏi để cho trẻ có cái thời gian để suy nghĩ. Thế rồi khi mà trẻ suy nghĩ rồi, trẻ nói ra cái suy nghĩ rồi thì bạn cũng đừng can thiệp ngay. Bạn sẽ lại phải dành thời gian để phân tích cùng với con, và khi mà trẻ hành động thì bạn cũng phải chờ. Thì lần này có thể bạn phải đếm đến 120. Khi mà trẻ đưa ra được cái giải pháp rồi thì lúc đấy chúng ta lại bàn tiếp. Chúng ta lại khuyến khích trẻ đặt câu hỏi như thế nào, tại sao con lại nghĩ như vậy, tại sao con lại làm như vậy, và con đánh giá trường hợp này như thế nào, là đúng hay là sai. Thì lúc đó bạn đang lắng nghe và bạn đang hiểu là con bạn đang đi theo cách nào. Nếu như một đứa trẻ cái gì cũng phụ thuộc vào bạn, nói rằng là thôi mẹ cứ quyết định cho con đi, hay là mẹ chọn giúp cho con đi, thì như thế là không tốt rồi. Bạn đừng có chọn vội, bạn đừng có giúp con ngay lúc đó. Bạn hãy đặt câu hỏi và bạn sẽ khuyến khích con là thôi con chọn đi, mẹ nghĩ là con có thể làm được cái việc đó chẳng hạn. Thì như thế thì đứa trẻ nó dần dần nó cảm thấy là chúng ta có thể làm được việc này việc kia. Và nếu mà bạn cảm thấy là cái giải pháp của con chưa tốt lắm ấy, thì bạn cũng đừng nói là con sai rồi, sao con lại làm như vậy. Thì bạn hãy nói là
chúng ta thử tìm xem còn cách nào tốt hơn hay không. Và sau khi con có một cái cách khác thì chúng ta bắt đầu ngồi phân tích là à, cách này với cách cũ cách nào hay hơn nhỉ. Và đương nhiên là khi còn bé thì những cái quyết định của con nó chưa phải là quyết định sống còn. À, bạn đừng vội nói rằng là nó sai rồi, hỏng rồi hay là tệ quá, mà bạn hãy chấp nhận có những cái sự dung sai đó. Thì đến khi lớn hơn, gặp những cái vấn đề lớn hơn trong cuộc sống thì con sẽ tự tin tìm cách để giải quyết cái vấn đề của mình. Vâng, như chị Mỹ Anh là với các bạn nhỏ thì sẽ phải đưa ra nhiều câu hỏi để cho các bạn ấy lựa chọn, cho các bạn ấy trả lời để có thể phát triển được tư duy phản biện của các bạn thì đúng không ạ? Còn với những các bạn lớn hơn thì không biết là anh Vũ có những cái phương pháp hay biện pháp nào để có thể tư duy, rèn luyện cho các bạn ấy một cái tư duy phản biện một cách đúng đắn. Những cái bạn lớn hơn thì không biết là có khó hơn với những bạn nhỏ không ạ? Những cái bạn lớn hơn thì nó luôn có hai mặt. Một là cái tư duy của bạn sẽ hơn những bạn nhỏ. Đấy là cái số 1. Nó về độ tuổi. Cái số 2 nữa là nó sẽ có phần khó hơn. Như ban nãy mình nói, cái tôi của các bạn thì thường sẽ cao hơn. Mình trong cái quá trình giảng dạy thì mình có đúc kết lại thành một cái công thức, nó là 4 bước thôi. Và 4 bước này là mình sẽ áp dụng trong những cái tình huống mà mình sẽ sử dụng đến cái sự phản biện ở đây. Thế cái bước đầu tiên khá là tương đồng với chị Mỹ Anh, là bước số 1, hãy luôn hỏi khi mình gặp vấn đề nào đó, mình sử dụng tư duy phản biện, hãy luôn hỏi là có cách nào khác tốt hơn hay không. Và nên dừng lại ở nhiều cách chứ không phải là một cách. Đấy là cái tư duy đầu tiên mình luôn hướng dẫn cho các bạn ấy. Lúc nào cũng đặt câu hỏi, kể cả như bạn ấy thấy tại cái thời điểm đấy cách đấy là cách tốt nhất rồi, nhưng hãy cứ hỏi là còn cách nào đó tốt hơn hay không, cách khác tốt hơn. Đấy là bước số 1. Khi bước số 2, bạn có nhiều phương pháp rồi, thì hãy lựa chọn một cái giải pháp phù hợp. Tại sao không phải là giải pháp hay nhất mà là giải pháp phù hợp với cái hoàn cảnh đấy. Mỗi vấn đề nó sẽ xuất hiện trong những cái bối cảnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Nên hãy chọn một cái cách nó phù hợp. Thì mình sẽ cứ lựa chọn một cái giải pháp phù hợp. Đây là bước số 2. Bước số 3 là khi bạn đã lựa chọn giải pháp phù hợp rồi, thì nó sẽ đến một cái tình huống là nó phù hợp trong hoàn cảnh đấy, thì vấn đề được giải quyết. Nhưng nó không đúng, thì lúc này mình nếu mình nản, mình bỏ cuộc, thì đương nhiên là mình sẽ không giải quyết được vấn đề của mình. Nên bước số 3 là bước hãy chấp nhận thực tế. Có thể nó là sai. Và tin vui là nếu mình sai càng nhiều thì cái tỷ lệ có cơ hội đúng của mình càng cao. Và bước cuối cùng, nói gì thì nói, mình đã bắt tay vào vấn đề thì mình phải hành động, mình phải kết thúc nó. Nên bước số 4 là hãy hành động. Với cái sai thì mình sẽ bắt đầu tìm ra, lựa chọn những cái giải pháp khác phù hợp hơn. Và cứ liên tục như thế, để đến cuối cùng mình có thể xử lý được vấn đề của mình thì thôi. Thì nó sẽ, đấy là cái quá trình, một cái vòng tròn phản biện để giúp cho mình không chỉ giải quyết được vấn đề cho chính mình, mà mình sẽ rèn luyện một tư duy giải quyết được vấn đề cho thậm chí cả người khác nữa. Đấy là cái kinh nghiệm của mình trong việc giảng dạy các bạn lớn hơn. Vâng, tôi cũng có thêm một câu hỏi nhỏ nữa là nếu như với các bố mẹ, các bậc phụ huynh thì họ cần phải thay đổi trong suy nghĩ như thế nào để có thể phù hợp với những cái phát triển tư duy phản biện của các bạn ạ? Với cái kinh nghiệm của tôi thì tôi không thích dùng từ thay đổi. Bởi vì như thế này, mình cứ đơn giản hiểu, với những bố mẹ mà 30, 40, thậm chí 50 tuổi rồi, bảo họ thay đổi cực khó. Cái thứ khó nhất trong cuộc đời này là thay đổi bản thân hay thay đổi thói quen của một con người, cực kỳ khó luôn. Nhưng tôi sẽ lựa chọn một cái tư duy khác, đó là tư duy thay thế. Mình đẻ ra con, hoặc là mình đẻ ra con là quả chuối. Nếu như mình cố bắt cái quả chuối đó biến thành quả đào thì điều đấy không thể nào xảy ra được. Thế nên nếu như bố mẹ muốn con của mình tốt hơn, muốn những cái phương pháp tốt hơn, thì với kinh nghiệm của tôi thì bố mẹ hãy thay thế những cái phương pháp hiện tại nó chưa phù hợp với cách giáo dục con, nó chưa phù hợp với con ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt là cái nhịp xã hội của mình bây giờ đang là nhịp 4.0, thế giới là thế giới phẳng, và cái tốc độ phát triển, tốc độ thay đổi nó càng rất là nhanh. Nên hãy cứ lựa chọn một cái phương pháp, lựa chọn những góc nhìn khác, cái cách thay thế khác cho nó phù hợp với bố mẹ. Và nếu như bố mẹ sẵn sàng làm điều đó, thì tôi tin cái kết quả tốt nhất là đầu tiên là thuộc về bố mẹ. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn, khi chúng ta thay thế những cái phương pháp khác, cái lợi ích đầu tiên là thuộc về chúng ta, và sau đó là đến các con. Tôi tin vào cái điều đó, và nó đã được chứng minh bằng rất nhiều trường hợp khi mà tôi có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều phụ huynh. Và chúng ta cũng biết rằng là bố mẹ là tấm gương của con cái. Và nếu như để cho con cái của chúng ta ngày càng tốt hơn, ngày càng phát triển hơn, thì chắc chắn là bố mẹ sẽ phải cập nhật nhiều và theo sát con, đồng hành cùng con trong suốt quãng đời mà các con còn đang trên con đường học tập. Và cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã đến tham dự với chương trình. Xin cảm ơn.
Thưa quý vị, sau khi trò chuyện với hai vị khách mời, chúng ta càng thấy được rằng ngoài việc thu nạp kiến thức trên trường và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần hình thành một lối suy nghĩ đúng đắn để suy xét và phân tích các sự việc. Tôi mong rằng qua buổi chia sẻ ngày hôm nay, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về kỹ năng tư duy phản biện cũng như tầm quan trọng của lối tư duy này trong đời sống hàng ngày. Cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại số tạp chí giáo dục tuần này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!